Kính thưa quý vị, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị được coi là một trong những bậc quân vương giàu có nhất trên thế giới với khối tài sản đồ sộ, các bộ sưu tập nghệ thuật, lâu đài và cả dinh thự. Và phần lớn những tài sản này sẽ được trao lại cho tân vương Charles đệ tam sau khi bà qua đời hôm ngày 8 tháng 9. Dù có vẻ đơn giản, trên thực tế, tài sản của nữ hoàng và những gì sẽ xảy ra với chúng sau khi bà qua đời rất phức tạp. Phần lớn tài sản được cho là thuộc sở hữu của nữ hoàng, thực sự thuộc về công ty hoàng gia. Ngoài ra, bà còn có khoảng 500 triệu đô la Mỹ tài sản cá nhân. Tính đến năm 2021, số tài sản mà công ty hoàng gia nắm giữ là 28 tỷ đô la Mỹ bất động sản, song chúng không thể bị đem bán. Thu nhập của nữ hoàng đến từ một quỹ trích từ ngân sách được gọi là trợ cấp hoàng gia, chuyên trả lương cho các thành viên hoàng gia Anh hàng năm. Quỹ có nguồn gốc từ một thỏa thuận dưới thời vua George đệ tam khi ông từ bỏ khoản thu nhập của mình từ nghị viện Anh để nhận một khoản trợ cấp cố định hàng năm cho bản thân và các thế hệ tương lai trong hoàng gia. Khoản tiền này được gọi là trợ cấp hoàng gia từ năm 2012. Số tiền tài trợ được ấn định là hơn 86 triệu bảng Anh, tức gần 99,5 triệu đô la Mỹ vào năm 2021 và năm 2022. Khoản tiền trên được sử dụng cho việc đi lại, bảo trì tài sản và chi phí vận hành hay bảo trì điện Buckingham, dinh thự của nữ hoàng.